Hello anh em, lại là quán bà ta nữa nè các bạn. Thì ông quay mình với bảy gà, ông cậu bảy gà nấu đẻ rồi, nào gia vị nào là hành tiêu hết tối xong hết rồi. Lấy lòm đây cuối đồ chắc lửa đốt cái gà đã bùng, mình tưởng đâu ăn được cái đùi gà các bạn. Ai ngờ nhớ đây là cất bò không các bạn ơi, buồn quá à. Trôi luôn à, tôi tưởng mình bỉm lắm hay sao à? Mới ăn miếng tồi tàn mà nó nghĩ à, mình là không ăn được là mình chết hay sao à? Đối với mình không quan trọng miếng ăn nha các bạn, quan trọng là cái tình nghĩa, quan trọng là cái ẩm thực các bạn. Vậy là nó bắt mình mà bỏ tiền ra mua clip đó, rốt cuộc clip đang buồn tiêu các bạn ơi. Cuộc đời mình sao nó chán nản mệt mỏi quá. Bây giờ là hôm nay mình sẽ làm cái ẩm thực đái tụi nó luôn, mình chiêu đái cho đàng hoàng. Người ta là có buồn mình thì mình chịu, thè là mình đỡ cho thiên hạ phụ cho mình, đừng phụ làm thiên hạ các bạn. Cái câu đó của Lưu Bị đó các bạn. Các bạn thấy mình nhúng ra cái lượng rồi các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ Lương Tâm Sáng sẽ đãi một cái bữa ẩm thực, mà ẩm thực cũng bác nó nấu lại các bạn. Mình sẽ cho nó gia vị đồ hành tiêu ớt tối, bác nó đốt lửa đồ nó ngầu nó canh lửa vậy các bạn, mình không cho vô nó đâu. Xong rồi mình sẽ bỏ. Hôm nay mà là cái món đó là món của vua chúa ngày xưa ăn nha các bạn. Ngày xưa mà có tiền cũng không ăn được món này nha các bạn, bởi vì món này không có tốn tiền các bạn. Món này là món mầm đé các bạn, chút nữa nấu xào cho mình đổ mầm đé vô, mình dớ mầm đé đây cho nó thấy đỡ nó bật ngứa đồ, nó biết mình là khùng. Mày đừng ở chơi tao, đừng ở phụ ngừ. Ủa, mất không bao giờ phụ ngừ, mất sẽ làm ẩm thực bài bản nha các bạn. Các bạn ơi đối chơi nha các bạn, mấy ngu đó hôm nay sẽ chết với mình một lần nữa nha các bạn. Nấu gì vậy? Nhớ ra. Mày nãy giờ tao làm hết bảy lần vụ kẻ nói gì nói nữa. Mà sao bữa nay làm ẩm thực mà ông gọi tôi chưa muốn ẩm thực mà ông gì không? Bây giờ tao làm hết rồi khỏi ẩm thực mà luôn mày. Mày nhìn cái món lên, tao coi nấu được món gì vậy? Món này đỡ tao đãi mấy kia quật mà xem nhiều chuyện với mày. Món gì? Chúng nó lên đừng ở cho có mình nào vô món ra đây nha. Sao vậy? Nói chung là có công chuyện mày hiểu giải được rồi. Mấy xem mệt quá mà. Ấy là món gì? Tao giờ biết đâu, đồ biết đường tụi chậm nó chín lâu rồi chín nhanh chứ. Tao cũng sợ mày đâu. Đồ mấy giờ nói ra tao cũng sợ mày cứ công chuyện đó. Nhưng mà thôi giờ mày bên tao nói thiệt mày là món này ngon lắm. Hả? Món này của vua chúa ăn không à? Mà đừng ở giỡn ra đỡ tao gài mấy kia mày hiểu không? Vua chúa ăn món gì? Mầm đé. Món gì? Mầm đé là gì ông? Mầm đé đó. Mầm đé là món gì? Chút nữa mày biết. Tôi coi thử đi. Mày không khùng quá. Đừng có dỡ lên. Mày dỡ lên còn mày rồi đó. Có công chuyện nghe biết được rồi. Mày chờ ăn chút. Mấy là chờ nó điện. Sao? Mày đón bò mà đi đón hay chơi giờ đang anh đi không được. Mà anh đi là chết được. Anh đi không được. Anh đi là chết được. Bây giờ thì nó thấy một cái là nó chết anh. Không được nha. Thì bình thường những cái đầu mà chết. Mày đi đón đi. Nói hoài mày. Giữ tay đều luôn đó nha. Đi vậy này. Thả vợ tao nó có. Tao tắt máy đó tao mà dám nói à. Nói vậy cũng như không. Ấy là hử? Mày chờ đó. Ấy là đợi tôi. Ấy là đợi tôi coi thử cái món gì tụi canh tôi chậm nha. Mày im mày. Mày đừng có nói nhiều nữa. Đỡ tôi điện mấy kia là. Sao tao bị chơi này? Tao, để bộ nha. Bộ ơi xài giải nó hả? Phụ cái gì hả? Mày im mẹ cứ cháy được lầu cho mày. Mày nói ẩm thực này. Ngứa vậy hả? Món này chút nữa tao đãi mày luôn mày hiểu không? Còn thằng thiếu một bốt đâu? Không đi đám cưới gì hả? Uống xe không? Mẹ sao bữa đi làm ẩm thực mà dày vậy? Thiếu rồi sao làm? Món gì hả? Đây bóp. Mày bị dỗ lên tao tay đâu mày lừa. Món gì hả rồi? Tao cũng chưa biết luôn hỏi mày. Món vua chú anh hay sao mày biết rồi? Vua hả? Ông kêu vô đó, ông kêu vô đó nó bay hờ nó không chín mà biết đâu. Đâu lên vô. Mày chết à. À đâu có em đâu. Dài luôn mày. Mày thấy cái mặt mày tao gai à. Vô thử cho món gì thế nào. Mày vô tụi lấy cái giúp tụi nhẹ không món. Em dám lắm. Có anh kia mày mới dám vô. Trời ơi anh kêu lên mày sao lâu dữ vậy. Em đái đồ hồ rồi. Mày đái đồ hồ. Mấy mày biết trời ơi! Mày biết tụi mày nè mày. Mày thằng nào mày phải bị đi không? Mày mất vậy của thằng tao á. Cái này mày chè. Đưa dưới đây. Mấy mày. Nghĩ đâu mày nghĩ đâu. Lỡ thôi bỏ lại. Bỏ lại hư đồ. Đâu mày? Mấy anh đã... Mấy anh... Thằng này sao nhiều chuyện chứ mày? Để coi thử gì hết chứ. Không có được, món này ẩm thực.
cái đồ. Anh em, món này, anh em, anh nấu này, anh nấu món gì gì? Món này vừa chú ăn không ạ? Đâu. Hồi nãy giờ nấu mà mà không muốn. Anh em nấu món món biết túi gì? Bà ngư vị cá. À, bà ngư mà. Mấy mẹ ổng mà mua bà ngư vị cá ta mà ăn. Bọn thằng này cứ đụng tranh tục tiếng luôn mày. Mày không nấu sâu đúng không? Không nấu sâu đúng không? Sâu gì? Sâu độ mẹ em nấu cái nồi sâu chứ không nấu cái gì nhập ông mà sao làm được mà chờ anh em lên mà chờ nấu sẵn hết rồi. Nấu sẵn rồi tao. Người nấu sẵn. Nói thiệt là tôi anh em cũng 16 tao. Mượn cho thằng che vậy. Có nghĩa là bữa nay á quốc làm một ẩm thực đó anh em mình giải quyết không có cho nhau. Để kiếm cho anh kẻ đâu. Giờ người ta chữ tiếng bé đúng không? Đúng rồi mình làm ẩm thực giải mà đúng. Đây này gọi được. Không ai nghe. Múc ăn nghe. Mà mày biết cái món gì múc ăn sao thịt đấy nó nhào được ra dữ vậy. Món gì giới thiệu đây vui như mày. Thật không? Bây giờ giới thiệu anh em biết cái món gì. Đâu. Cái món đây là người ta gọi là món dùa chú ăn. Dùa chú tên gì? Không biết đâu, chắc nói đâu. Trời ơi, 15 phút nói rồi, tôi nhớ đây cho tụi ông ăn luôn. Mặt mấy 15 mà. Mấy anh thử món gì? Mặt mấy anh ăn rồi. Chưa bận. Mấy anh vợ đi nữa đây. Sao? Mày cháy rồi. Đi nè. Chơi vậy? Tay nó nè. Đào cháy rồi. Mày đi vô đi. Mày đi luôn à. Tao coi thử làm gì làm đi. Mày né ra không? Anh nghĩ mày. Có mày chứ mày. Cái gì mày làm vậy? Nghĩ mày. Đi anh mày. Nghĩ mày. Cái gì sao được? Đi phút. Mày. 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 Ông đang nghỉ vô đây. Đang nói gì vậy mày? Với mày đâu mày? Anh ông đang nghỉ ăn mình đây. Ừ. Lần nói vậy còn không mày nghỉ đứa mày đồ. Đi vào. Cũng điếm bẹm như tao này, chờ miếng ăn của đi tao. Đi vào, đi vào. Mấy đi vừa thiệt. Đi vào. Rồi mấy giờ tôi vừa làm. Ăn làm với tôi thầy như mày. Đang nghỉ nha. Mày lại mày biết mày. Không, cho anh thầu cho chứ vậy. Cái này nghỉ không? Đi mày. Đủ mấy lần chứ chứ không biết đâu không? Mày chờ chứ anh em ăn được rồi. Mày. Đóng cửa luôn mày. Ủa anh em mình nói cuối ăn được không? Chị đâu? Quên tao cho nó đuôi nó chứ rồi sao mày? Chắc mày à? Quên trời hả? Trời nó nãy nó ngoài công chuyện quá mày. Mấy ở trong này món gì? Món nó ăn không được đâu. Món mấy vậy mà cho vậy ông? Còn cho nó quýnh đâu á? Mày không ăn mày? Gì đâu mà? Mày nói vậy? Đừng có gì hết, đừng có chẳng luôn rồi. Mày chừng mệt quá rồi. Tao cái lần tự chặn độ mẹ ta để 4 phút rồi. Để cho. Ừ. Tao chưa ăn. Đồ mấy anh cái gì đâu mà làm gì ông ăn người ta được mà người ta ăn chứ. Không. Trời ơi, ông đuối đi. Mày mày tao, nó phốt lại tụi mày. Bây giờ anh chưa để mày. Mày mày tao, nó phốt lại tụi mày. Bây giờ anh vô. Anh ăn. Alo, tao nói lại nghe sao mày? Làm cuối nha. Mé mày đừng có đỡ, đúng không? Tao còn lớp rồi. Mượn mé đóng con rồi. Thì đóng con đây ông nội. Đi đây. Từ sáng tới chưa ngọt tối đậu đi cho tao giờ cho lại đậu đi vô luôn mày. Nghe cho lại. Cho lại kìa mày. Cho tao tôi lại gì kìa? Tao đỡ tao đi. Kè. Tao vợ tao nói cái một. Mày sao nói chuyện vợ mà khóc vậy? Nghĩ mày biết gì mà nói. Mẹ không nghe mà tao tao mẹ. Cái gì đánh bùng rồi mẹ cứ bò bùng mẹ nó. Rồi mày tao lỡ thật. Mày nói vậy thôi đi chưa phút. Ờ đừng 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 chưa phút. Cái má mẹ mày cái muốn cái đây không mày tao quen vậy mày. Mẹ nó nhồi 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 mà đi vừa mày tao có mà ngoài dân thiếp vừa mày đây sao đọc luôn nè phúc mà ở lại hai giờ này tao gì hả đây gì tao gì hả ừ thôi phúc lo thôi mày giờ mày đi nào mày giờ mày nghĩ sao à rồi mày nghĩ sao tôi muốn vô mày không lỗ sao lỗ cho nó nghe cái bộ đồ của tao này anh đi lỗ thôi anh đi mà nếu quá mày còn nếu vậy nó nói nó động chậm chứ không biết xúc phạm thì cái ẩm thực mà lên trứng nhưng đồ này nãy ẩm thực anh không bao giờ mà có anh uống cho nó đàng hoàng bị như vậy
Chứ mày hả? Ba mẹ mà tao chửi mày hả? Chứ mày. Rồi. Ông điện tôi lên đây đợi cho ai ông đuổi không? Tôi nhà tao tôi đứng lên. Nhà tao thích tao đuổi gì? Rất mệt rồi. Rút đi. Ở lại quá. Còn mày sao hàng đó rồi. Đúng không? Mẹ không đi ha. Đúng rồi. 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 Thời gian nó đã chín này. Chờ thời gian nó chín rồi. Gà. Gà. Để thì anh đi. Nãy giờ giỡn anh em vui vậy, trời nó chín chút rồi anh em giỡn đây. Rồi đây. Mẹ anh điện rồi. Sao? Ném muốn ở đó rồi gọi luôn vậy. Anh đi đó rồi đó, em canh cho gì đâu mà. Để em coi đâu ra ai coi vậy? Em coi được hề, em chắc được hề. Tao, từ giờ chờ chứ anh. Ủa mẹ, mày, tao phút này mà la quá. Vớ cứ hành đây, ra mày nha. Mẹ giỡn tao cứ mày luôn không? Mẹ có đi đúng không? Với mẹ, giờ chờ không? 15 phút nữa không? Chờ anh em. Thôi này, đi đi. Thì chú vợ cũng không sao đi. Mẹ mẹ mày chèo cũng mày sao nhiều chuyện đúng mày. Rồi, em đánh vô chuyện. Đó đó, đồ mẹ chắc là không biết chờ gì vậy. Giờ nó con tét uống trong mặt chồng chồng biết. Uống cho mặt chồng nó chỉ tại. Lấy mẹ biết mày. Đi lúc mày, nhà tao đúng rồi luôn. Đi đứng con lên ăn. Cái đậu phòng ăn. Đúng là gì mày? Đừng cái bây giờ nè. Mẹ mày tao thích. Mày kia nấu gì quá. Thích tao kêu lại, thích tao đuổi chứ mày. Nhà tao muốn làm con cá là giờ cũng mệt chứ gì chúng hồi chờ đại một phút ăn nọc thôi bây giờ ở lại cái kéo cầm lớn hậu quả anh em nút dụng lỡ gì anh em mình phải có bảo vệ thứ gì vậy mẹ hồi chờ anh em cái miếng ớt này anh em đã khiên nhiều lần rồi mẹ dâu cũng cái cá ớt tôi ở lại tôi làm anh em nó đã khiên nhiều lần mua có con ghe mà con phấn nữa đúng không vậy sao đỡ mà nó ăn nhiều đó anh nhốt mày nó Chào lại, lại. Nó tao biết tụi chân nào ăn nhớ không? Bây giờ, làm xin lỗi luôn. Bây giờ, giải vậy, vừa luôn. Giải đi giờ. Thôi lại anh em. Lại đi xin lỗi không? Ai ăn không? Lâu rồi anh kiến ớt này rồi xin lỗi. Thì mày mẹ mày đi đường sao mày mày chào tao. Thôi, tao kiến ớt rồi. Thế anh. Mày chồng bớt nói em nhiều không? Mấy mày đường nào mà em chết cho tao. Dạ. Anh vô đó. Anh vô luôn rồi chơi. Ôi lại vô. Giờ anh đuối giờ rồi. Anh ngủ. Lại canh đây canh nấu đi. Giờ nói là tao đi đón con nha. À tao đi đón đi. Mày cho tao vô ở đâu ra rè thím mày đâu, rè cành ấy. Đi cành ấy. Mày nói gì vậy? Có ông kêu ngồi cành nào đã chín á. Hả? Ờ. Nói gì đó mày? Nói gì đó rồi? Anh cũng chưa biết món gì đóng luôn á. Sao nào? Còn nấu lấy gì nữa chắc hả? Nấu. Mày lấy cái tay hất xuống ngồi. Đấy, vậy gầu chứ. Bục bé mà mày làm bué á sao nào? Còn nấu nấu nấu. Đé con Phương. Chô, đé. Ông nấu gì đé con chẳng rồi. Đé. Sao sao? Bố mấy làm gì không chào không? Đé sạn không à? Sạn không hả? Ừ. Đụng mấy anh này tao chiêu đấy nữa không? Có gì chứ bố. Quậy lên thôi nghe tiếng rồi. Không, tại là mẹ. Mẹ vô chú ăn là mầm đá ấy. Ừ, vô chú ăn là mầm đá ấy. Đó. Làm cái gì vậy anh Trần? Anh không biết đâu, nãy giờ ông đâu cho anh vô đâu mà. Anh ở với anh, ông ra đây mà chưa anh trước rồi. Ông không cho anh vô luôn hả? Anh giấy đỡ lên chữ anh em mình mà bút nghĩ giờ lên nghe em chữ không nghĩa làm cái gì? Để anh làm này đơn chữ ấy. Chứ vậy ông coi lại sao biết nữa. Đâu mày dạ anh mua được thè mang được cái miếng ẩm thực của ông á, miếng ghè á, ông chữ em còn nghe cho anh đánh lọt lỗ tai. Mà bây giờ cái này đồ ông mé nếu anh được nữa rồi mà lên bị ông chữ nữa mình sẽ nhục nữa mà đã được không? Cái nào đây này? Mà bây giờ mà có cái đồ gì ở nhà anh là bó vô mình nấu chút là mình dơ ra là anh bất ngờ nó mới vui nè. Đúng không? Đúng bây giờ không, bây giờ mình phải kiếm cái đồ gì của ông này mình bó vô chút nữa mình khui ra anh bất ngờ là mình trao ngược lại ông. Trao ngược chơi. Dưỡng nào có mà khùng này chơi bữa. Bữa làm còn cái đầu nha hả? Còn. Đừng. Bây giờ em nói này, anh chạy qua nhà ông ơi, anh lục của tôi là anh có cái gì mà ăn được anh xách vô đây giùm em cái. Nhà ông á. Chỉ có anh mới làm được đâu, nhà ông á. Đi anh Đừng. Hả? Có gì trong tủ lạnh ăn được là anh cầm vào đây cho em. Đây là lục tủ lạnh có gì cũng lấy hết. Bói vào đây chúng mình cho ông chơi được. Tủ lạnh có gì cũng lấy hết luôn rồi. Có là gì đó. Có chỉ ăn ngon tủ lạnh anh bưng vào đây giùm em luôn. Đâu. Áo tầng ăn nào nấu luôn mẹ. Có con mùi lấy không? Con mùi lấy gì anh? Cái gì sao mẹ? Đấy,
đi trên đến chợ còn lần gì bây giờ mà sao không nói anh Thiết mà nói anh biết anh hồi xưa anh trộm nhà quốc nhiều đúng không? Rồi em đi dưới rừng chơi vui đi ông mày điên rồi anh chấp mày vũ đâu bài không anh chấp mày dưới đây vui trên rừng rừng gì ngon lắm đúng không? Mình vẽ đồ mày dở nữa ủa ông nói bạn đi rồi chờ anh chút à anh đi chút nữa anh tướng là đá mấy anh đi mình ngồi chờ đá ra mà dở ra ví dụ như có con gà trong ví dụ tôi làm có con gà của dịch tuồng mấy nhà cái nuôi gà mày coi cứ coi nhà anh đất nào nuôi gà thì là giờ tao bắt gà nhà tao đây làm hơi thuốc lào làm hơi thuốc lào lâu lâu chút là kêu con gà nhà anh mày thấy rồi thông minh không thông minh chứ đồ tao bắt gà nhà tao chút gà đồ cái kiểu đổ mấy gà nhà anh á đồ anh tiếc anh tức rồi tối làm em của mày à vậy tao tốt gà tao làm hơi thuốc lào đi quá ngu nha các bạn quắc bỉm quắc điếm quá tôi là nhà ông có mấy đứng dây đầu nè anh không có còn một cái gì luôn á bố à đói dữ rồi không biết ổng đâu ổng còn dám bỏ tiền mua nè lỡ rồi ổng có chó có chó sao ổng bắt lấy đồ hải sản đó ổng ổng không còn cái gì hết đó có xà lông á hai chú sữa rồi có xà lông trái cây rồi lỡ rồi có chó người cứ mà nó còn sống đứng chính là đứng sống còn sống bỏ vô luộc cho anh làm mấy miếng thịt heo giữa đây em giữa đây bật đủ mát cả lâm mẹ bật lại cái bíp đi ra đâu anh thấy cái này cái chùa trà nước còn ấm ấm này các bạn ơi Thiết nó tét nãy giờ qua bởi vì nó có gió mà cái sợ gì luôn cục cái mì lại nè không sao hết đó đi đổ ra luôn mẹ đi cùng đó cục cái mì mày nó luộc luôn về tao đâu đâu đó đó nó dính lên rồi lại lại vô đâu bật lên bật ga lên bật ga lên chưa bật đầu đúng không đâu bật sao chưa cháy mày ở cháy đầu cháy đầu cháy đầu anh em đốt chìm nha được má cái tưởng này con quốc nó ngu như con bò rồi đồ nó còn gì rồi trên này hả nãy giờ mày đấy nãy giờ giờ nhá à. Không bao giờ ê đừng nha nãy giờ lâu quá rồi không bao giờ rồi vô được cái son em giữ anh biết rồi nó chín chưa chín chưa gần chín đâu chờ em phút nữa nãy giờ nói cứ đụng vô mày chi mày mẹ cái gì mà có gì lâu giờ đụng quá không ta đụng vô vậy từ từ cái đây nó nghiệt lắm quả chết cái ta anh em ăn đường nào không biết vừa chú anh chưa chú anh chín rồi giờ lột đen anh không chưa được đâu lầm ra anh quá mấy giờ chờ thằng nào nữa em nghĩ nữa chứ này em nghĩ nó chín đầu nó nhỏ xíu rồi mà ờ ừ. 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 Mình đéo đây làm sao đây? Mình đéo đây. Lục đứng đi. Anh lục đứng. Chính là phút. Lục đứng nè. Lục đứng nè. Mày làm gì? Đồ dây mà để cho ông giấu tôi. Ông mấy bữa làm đứng lục, giờ làm đứng lục nữa ông đâu? Ừ. Ờ. Chứ chứ chứ. Anh đi trước. Đây đồ dày mà giấu tôi nha. Giờ nãy mày chờ chỗ đi sao mày? Không bao giờ giờ luôn. Không bao giờ chờ cái chân đã. Còn cho ông luộc trứng cho anh em là anh thật thì giờ anh em anh giới cháu. Ai bao tiền mà mua trứng dày? Đây đây vô anh quá. Có mua trứng đâu? Nói chung anh quá các bạn. Nói chung con người ở điếm bữa làm trứng luộc rồi giờ làm trứng lộn. Đồ này nâng cấp hơn nữa trứng lộn. Nhưng mà nè quán làm trứng lộn các bạn mời mọi người nha. Ngon quá. Trứng đâu vậy? Trời ơi, mà nó nóng nó ngon. Anh mua làm ẩm thực mà. Anh làm ẩm thực mà giờ thôi, trứng đâu anh ngủ vậy? Có lại trứng đâu. Nào cho dè miếng muối vậy? Chứ anh nấu gì đâu ra tụi bay nhiệt. Tao làm mầm đế hả? Mầm đá mà sao có trứng? Tụi nóng quá. Tao định cho tụi bay tao làm mầm đế mà sao có trứng này mày. Trứng đâu vậy? Biết. Vậy tụi bay biết rồi, tụi bay biết tao cho rồi đó. Mày bay mua trứng bỏ vô vậy vậy? Ai cho ai rảnh quá? Ai biết vậy? Ai rảnh quá? Ở chứ em đánh đó, tao mua trứng bỏ vô đây anh. Ừ. Em đánh đó, em mua về gia đình em ăn ngon, em tự nhiên mua bỏ vô đi. Trứng đầu quả vô ngon mày. Liếc nữa. Mày. Thôi hỏi chuyện ngon. Ông mua ông kêu làm thức mà giờ ông nói vậy không? À làm thức rồi quê. Xì. À. Tụi bạn ý sao anh làm cái con anh đã làm thức gì đúng luôn nhanh quá. Anh à anh mua trứng rồi. Mà em muốn nè. Ừ. Mà sao anh cho ngu dữ vậy? Cho sao? Anh cho mà ai nước vậy? Có, anh vậy đó anh làm cho mua trứng nhà đó tụi em á. Không phải. Không anh cho gì đâu, bữa nay chạy quê à nữa, khỏi chơi, khỏi chiếc rồi. Đồ, mà nói chung mà. Mà trứng đồ, rất là làm trứng nghe trứng gà nhẹ rồi nha. Đồ bên đây anh lụm trứng gì lụm đâu. Trứng anh mua. Trứng anh mua làm thật mà anh em mà giờ nói trứng đâu ai biết sao là ông nội. Đâu quá. Ừ. Quá ấy là. Ông nói gì vậy? Nhẹ. Bữa sau anh làm trứng đẹp điệu anh. Ờ. Đồ mày làm gì vậy, trứng gà làm gì chứ. Trứng nóng nữa. À. Mà nãy tao làm mầm đế không mày sao? Nó dấu nào bỏ trứng rồi. Dấu nữa hả? Anh Phấn anh em rồi. Anh quất Phấn anh em. Đúng không? Anh Phấn nhảy. Anh Phấn, ông mới là ngược Phấn anh em tôi này. Ông mua trứng ông kia ông cho anh đé đồ ông Phấn không? Đúng như anh em vui không? Tụi bạn làm muối rồi anh ra anh quá. Ừ, sân đao đang dạ. Làm dạ muối hay sân đao? Ok. Ngon quá các bạn. Ngon. Em mua gì có mấy trứng nhảy quá. Mà sao nãy tôi bỏ mầm đế cho mày bỏ trứng rồi đó mà. Ông cứ giỡn luôn anh quá. Anh mua gì có mấy trứng thắng vậy anh quá. Anh cứ giỡn luôn quá. Ăn thì mua gì bỏ nhà nhiều ăn. Quá bỏ mầm đế mà. Anh mua gì mấy cái gì anh bỏ tôi làm chi cho nó mệt vậy.
có mở mầm đén à. Ý là em hỏi bữa sau có mua gì bỏ tủ lạnh á, mua nhiều nhiều cho vợ con ăn. Mua con gà, mua cái gì vậy á. Trứng là lấy đâu mày? Lấy tủ lạnh nè, chứ đâu. Tủ lạnh mà đeo nào mày? Đừng ra lấy, em biết nha. Cái đèo tre mày nấy tao chi mày cũng đi theo nè mày. Trời ơi, làm gì? Đúng bây giờ anh lấy anh trước. Bây giờ không có, bây giờ bịch nó ra mất. Thì anh về em cũng đi theo chứ ở làm gì? Để trứng này đâu đây? Lấy tủ lạnh nhà anh. Cái má mẹ, đi vì sao mày? Mày muốn tủ đâu? Vậy. Mày mày lấy tủ vợ tao mày. No. Vợ anh mua ba tủ lạnh gì lấy mẹ vậy? Mẹ chứ mẹ đó. Tao để nó làm mầm đé thôi. Review miếng trứng nha các bạn. Mày chơi chỗ đi sao biết mầm đé. Cảm ơn các bạn nha. Vợ anh cũng rất là ngon. Ở làm gì thì nó vợ sao vợ chứ nấu ăn thức anh em ăn mà. Mày giờ mày lấy trứng nhà tao mày. Thì lấy nhà tủ lạnh chứ đâu? Lâu ngon 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 ngữ đâu? Dạ, ai biết đâu vô cơ. Chợ đó đâu. Ủa, anh mất gặp em vẫn ngơ ở đâu, anh đừng gì anh gửi nè. Anh về thiệt nè, anh đâu rảnh nè, anh chở con đâu. Ờ. Rồi anh mất, anh gắm rừng rủ rừng. Mày mày, mày cũng không bị điên rồi trời. Chú Nghĩa ơi, chứ mày đây đâu. Tủ lạnh. Mày mày sao? Sao? Đơn em, đơn em. Ai, đơn em. Lấy chúng tao bỏ vô. Ta định cho em tôi nằm né mà. Mày khùng nha, mày bỏ. Ha mày ơi, lấy chân nhà tao đâu, cái gì cũng cho tao á. Trời ơi, để người ta đang cái này đó đâu. Anh nhà mày, anh ngu. À. Bữa tiên mày ăn mầm đé nữa. Ăn gì mầm đé anh. Mẹ, tao định làm mầm đé cho tụi bay khỏi ăn tụi bay vừa thôi. Tụi bay đi mẹ đi. Mẹ anh em đang làm đây, tự anh về anh bờ giờ anh điện về bờ giải quá. Ờ. Cứ đi đúng con tao chạy về đâu. Đúng con nha, đừng nghĩ nói đâu. Mày đâu mày nói lên chạy vô anh bận, anh đừng nãy nói đây đâu, ông đi đâu. Ông vừa đúng con, mày tôi đi theo ông vừa ông bận vợ rồi trong phòng. Ông mày đừng có nghe chuyện này nè. Ông xạo 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 mày. Mẹ này vậy mà lấy chuyện gì đâu, cứ ghè đây đâu. Tôi vô kêu. Mày mày đi mày sao mày tới rồi. Tôi kêu ông bắt ông bắt ông rồi ông ngồi trong cửa kia e ớ thì tôi nói tôi làm tôi lục cái gì đó. Tao làm nghe mày cùng cái cháu. Mày mày làm mốt mà mấy mày trước đi. Ba đi rồi. Mốt chân quá hay xanh. Tao đâu mốt mốt lâu à, đâu mốt mốt lâu. Tao ông nhà mốt đây. Đây. Ba. Đủ mất ẩm thực của anh mà đưa cho anh ấy nghe. Mày khùng ra mày. Mày mày đi mày sao mày buồn chưa? Tao phải làm ẩm thực mà anh mày nghe. Đồ mày dậy giờ lấy trứng nhà tao cho anh ăn, còn tao bị cho mầm đé mày, mày ngu như con heo vậy. Mày kêu bên nào vậy? Mày mày chứ tao kiến như cái thằng đồng đồ ngu như mày. Bên nào vậy? Bên nào có ai nhờ theo rồi? Lấy mẹ chỗ rồi nha, với thằng khùng này nha. Mày ơi, làm thật ăn miếng đi. Mẹ nó lấy trứng nhà tao đây có mẹ. Kêu ông này con trời em đé rồi, kêu một phút biết con trời em trứng rồi. Tưởng sao con người anh nói vẫn tiếp vậy nè. Để tiền lại nào. Bộ tiền vậy đẻ. Tiền trứng. Mày mày trứng vợ tao mua không? Mua gì thì tụi em ăn nếu không? Má ơi, đỡ rồi, đỡ rồi. Alo. Chứ trứng hay sao mày đỡ không được ở đây hết vậy? Mày. Chứ trứng sao đỡ không được ở đây hết vậy? Đang làm phô quá mà đâu có biết. Mẹ nó trứng phèo đó trứng không? Ôi giờ sao nè? Mày đi xuống mày mua lại mấy trứng khác à? Mua khác cho ăn vợ ăn. Mày mua lại mấy trứng khác là mày 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 lấy nha. Tôi chưa ăn cái nào luôn hả? Nếu tính ra là tôi chưa ăn cái nào luôn hả? Đưa tiền lại đây. Mày khối đồng nội với mày luôn. Không ăn cho ăn, cuối cùng không ăn cho ăn. Đưa lại đây. Không có ngày nào hết. Nghĩ ra mầm đá thằng lụm trứng vàng chủ. Ra mấy thằng người ngồi đang hết. Nói thẳng là làm với hai người đang cãi lộn luôn. Làm với quốc lâu nay không có ăn giờ phải buộc phải vô nhà ăn trộm màu cho hết được không? Anh trộm mà anh ăn được cái nào chưa? Nói mày thằng điên này mệt dưới mày. Giờ nào? Thôi đưa về tôi. Đây. Mẹ mấy quay này cầm mấy anh đừng. Ok anh mấy ông luôn. Mẹ mấy quay. Anh cũng về cho mấy giờ ông giết tao chết đó. Bây giờ còn món gì nữa không? Mày hết rồi. Bây giờ còn món gì nữa không? Mày quay về bờ cái chỗ kia nghe quá. Đi làm sao? Cắp điện này.